Trong một lần gặp gỡ sau hội nghị về người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ hai, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn cho biết ông sẽ có chuyến viếng thăm cựu Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết đã về hưu và hiện sinh sống ở tỉnh Bình Dương. Ông ngỏ lời mời các nhà báo từ quận Cam đi cùng. Sau bữa ăn chiều với hầu hết các món ăn từ cây nhà lá vườn, cựu Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã nhận lời đề nghị của các nhà báo cho một cuộc phỏng vấn ngắn ngay trong khu vườn xanh mát của ông. Tôi chào ông Chủ tịch. Trước hết là xin ông có lời chào đến khán giả, thính giả ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ qua làn sóng này. Tôi nhiệt liệt chào mừng bà con ở Hoa Kỳ và ở các nước trên thế giới. Dạ thưa ông Chủ tịch, thì những cái điều mà ông quan tâm gì với cộng đồng người Việt ở hải ngoại kể từ sau khi chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 2008 cho tới nay? Tôi sang thăm Hoa Kỳ năm 2007, cách đây như vậy là hơn 5 năm rồi. Cái chuyến thăm đã thành công rất là tốt đẹp, đồng thời cũng để lại cho tôi những cái ấn tượng hết sức sâu sắc. Cái ấn tượng sâu sắc mà tôi muốn nhắc ở đây đó là cái cuộc gặp rất đông đảo bà con Việt Kiều ở Cali. Một cái cuộc hội ngộ ở nơi xứ người, nhưng mà ấm áp lòng người Việt, và chúng ta đã có dịp trao đổi với nhau nhiều vấn đề. Từ đó đến nay đó thì tình hình thế giới có nhiều cái diễn biến rất là phức tạp, nhưng mà mối quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ vẫn đang phát triển. Cái việc đồng bào người Việt của mình á ngày càng hướng về quê hương tổ quốc nhiều hơn, đóng góp để xây dựng đất nước nhiều hơn. Và tôi cũng vui mừng là bà con Việt Kiều của mình cũng đóng góp xây dựng nước Mỹ đó, cũng rất là tích cực. Nhiều em học sinh, nhiều nhà khoa học đó, cũng có tiếng vang. Đó là niềm tự hào của cả dân tộc chúng ta. Tôi mong muốn chúng ta phải trên cái đà phát triển này để mà thúc đẩy cái mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển nhiều hơn nữa, tốt hơn nữa. Đồng thời cũng mong muốn bà con Việt Kiều của mình về nước ngày càng nhiều, đóng góp cho đất nước được nhiều hơn. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cái mẹ hiền Việt Nam ngày càng phát triển giàu mạnh. Bây giờ đã về hưu, ông nghĩ lại cái thời gian đã đóng góp trong vai trò Chủ tịch nước, ông cảm thấy hài lòng những cái điều gì mà gọi là lớn lao nhất ông đã đạt được, và ngược lại có điều gì mà ông trăn trở mà chưa làm xong mà trong suốt nhiệm kỳ ạ? Thì trong thời gian tôi còn làm việc thì tôi cũng cùng với tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cùng với nhân dân cố gắng hết sức mình để mà phát triển, xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Tôi cũng vui vì những cái thắng lợi chung của đất nước, trong đó cũng có những cái đóng góp nhỏ bé của mình. Tôi cũng thấy trách nhiệm về những cái phần còn khó khăn, yếu kém, có cái phần trách nhiệm của mình. Thì bây giờ đất nước của mình cũng đang trong một cái giai đoạn còn có khó khăn, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là cái khó khăn chung của nhiều nước gặp phải. Chúng ta cố gắng đoàn kết, đồng tâm hiệp lực để mà vượt qua. Con thuyền Việt Nam có những lúc cũng gặp sóng to gió lớn, nhưng mà nếu chúng ta yên lòng, chúng ta cùng với nhau chống chèo á, thì chúng ta sẽ vượt qua và chúng ta sẽ cập bến vinh quang. Giờ đây là đã về hưu, ông cuộc sống của một vị chủ tịch đã về hưu thì ông trở lại cuộc sống của người dân thường, hay là ông vẫn còn có những sự đóng góp nào đó đối với lại cái điều hành của đất nước thưa ông? Tôi về hưu thì nói nôm na là có hai phần việc. Một phần việc thì được nghỉ ngơi, vui thú điền viên. Hàng ngày tôi ra vườn tôi cũng xăm soi cây trái, đó là niềm vui của tôi. Đó cũng là để tập luyện cho nó được khỏe. Rồi thỉnh thoảng có bạn bè đến thăm, đó là vui. Nhưng mà bên cạnh đó đó thì tôi cũng còn quan tâm đến tình hình của đất nước. Tuy rằng tôi không trực tiếp chèo lái như trước đây nữa, nhưng mà tôi cũng rất quan tâm. Nếu có điều gì cần thiết thì tôi cũng có trao đổi với các đồng chí lãnh đạo tùy theo
những cái việc đó mà trao đổi ở đâu cho nó phù hợp. Thì tôi nghĩ rằng cái bổn phận của người về hưu thì phải làm như thế, không thể theo dõi tình hình đất nước, bàng quan với thực sự được. Mình phải tham gia, nhưng mà tham gia theo cái mức độ cần thiết và cái điều kiện của mình như thế nào cho nó hợp lý. Nguyên là một vị nguyên thủ quốc gia, cái tinh thần đoàn kết trong nước và ngoài nước rất quan trọng, và trong đó cái vấn đề đối thoại cũng rất là được mọi người lưu tâm, và ông đã từng đến quận Cam để mà đưa cái thông điệp của bên phía chính phủ Việt Nam với những người dân ở hải ngoại. Sắp tới thì chúng tôi được biết là Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn cũng sẽ có một chuyến công du Hoa Kỳ. Ông có cái suy nghĩ gì về cái vai trò của ông Thứ trưởng Ngoại giao sắp tới, và ông cũng có cái trăn trở hay là có nhắn nhủ gì với những người còn có những cái sự khác biệt quan điểm đối với lại chính quyền Việt Nam? Những năm vừa qua đó thì tôi thấy cũng có nhiều đoàn trong nước mình đi ra sang Hoa Kỳ, và ngược lại bà con ở Hoa Kỳ về Việt Nam cũng rất là nhiều. Những cái chuyến đi lại vậy đó thì nó đều có những cái thông tin, đều có những trao đổi rất là bổ ích, và nhờ thế mà tình hình nó đang phát triển ngày càng tốt hơn. Nhân dịp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn sắp đến đây sang thăm Hoa Kỳ, một lần nữa tôi gửi lời chào trân trọng đối với bà con người Việt Nam ở Hoa Kỳ. Tôi chúc mừng những cái bước phát triển vừa qua của người Việt Nam của mình ở tại nước Mỹ, cũng như đóng góp về xây dựng đất nước. Và tôi mong muốn cái bước phát triển nhiều hơn trong những năm tới. Và tôi hoàn toàn vững tin cái điều đó sẽ thành hiện thực. Tôi xin chúc bà con luôn luôn giàu giàu sức khỏe, cố gắng học tập, lao động, đóng góp vào cái nơi mà mình đang sinh sống, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước với những tình cảm thân thiết. Và có dịp mà mời bà con về quê làm ăn, về thăm viếng bà con, về xem coi Việt Nam mình bây giờ phát triển như thế nào, để chúng ta thêm mừng cho mẹ hiền Việt Nam của chúng ta đang ngày càng tươi tắn, khỏe mạnh, phát triển. Và chúng tôi đang thực hiện cái cuộc phóng sự ở ngoài trời ở tỉnh Bình Dương, nơi mà ông nguyên chủ tịch nước đã về hưu. Thì có lẽ là thời gian này cũng trời cũng sắp tối, chúng tôi cũng mong muốn được ông có thể cho anh em chúng tôi được cùng với ông dạo một chút cái vườn rau mà ông đã có một cái bữa ăn rất ngon chúng tôi. Nếu được phép như vậy thì rất tốt ạ. Cái đó là sẵn sàng, đây là cũng là niềm vui của tôi nữa. Dạ. Những cái cây, những cái rau ở đây là thành quả lao động của anh em tập thể ở đây. Trong đó có tôi tuy tuổi già nhưng cũng có làm chút ít. Vâng. Tôi rất là vui được giới thiệu với anh em, với bè bạn. Những món ăn vừa qua đó thực sự là những món ăn quê. Những món ăn quê mà thường là những người cao tuổi nhớ quê là nhớ cả những cái món ăn dưa mắm ngày xưa. Tôi sẽ dẫn anh em đi thăm cái vườn của tôi, và tôi cũng mong có những cái dịp khác anh em có dịp về đây, và bà con khác có dịp về đây đến thăm cái vườn của tôi. Đó là cái niềm vui của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn ông chủ tịch. Sau cuộc phỏng vấn ngắn gọn, trong chút ánh sáng còn sót lại của buổi chiều, cựu chủ tịch nhà nước Việt Nam Nguyễn Minh Chiết đã đưa đoàn khách đi một vòng xung quanh khu vườn nhà và đích thân giải thích từng góc cạnh của khu vườn mà ông vẫn chăm sóc hàng ngày. Nghĩa là trước khi tôi nghỉ hưu đó là 2 năm, tôi đã chuẩn bị cái miếng vườn này rồi. Cái miếng vườn này đó là một phần là cái mảnh đất của bố mẹ tôi ngày xưa để lại. Tôi về tôi cũng có mua thêm một tí nữa của bà con để cho nó rộng ra một chút. Bây giờ tất cả vọn vẹn được là 1 hectare. Ở đây là tôi trồng gần như rất nhiều loại cây trái, để quanh năm bốn mùa nó đều có trái, có hoa, có quả. Cây trái quanh năm à. Và để anh em bè bạn cũng như con cháu rồi về đây có cái gì vui cái nấy. Là cây nhà lá vườn. Cây nhà lá vườn thôi. Nhưng mà cây là tự tay chủ tịch trồng. Một số thì tự tay trồng, nhưng mà đa phần thì của anh em. Anh em trong gia đình này thôi. Nhưng mà các anh em chú ý, tôi có một cái nhà yến đấy. Bây giờ yến đang bay.
nha. Nuôi yến. Tức là chủ tịch là tăng gia trồng đấy. Đúng là bây giờ cái đó đó là tôi nói vui là tôi làm kinh tế đấy. Chăn nuôi đấy. Tôi làm cái đó là bây giờ mỗi mỗi tháng tôi thu được là $1,000. Nhưng mà nó đang phát triển rất là nhanh. Sang năm đó là tôi có thể thu được $2,000 một tháng rồi. Vẫn là thấp. Thôi thì vậy được rồi. Cộng với lương của tôi, lương hưu của tôi với lương hưu của nhà tôi nữa thì sống được rồi. Ở đây anh em biết rằng là cá nè, rau nè, rồi gà vịt là mình tự nuôi lấy hết. Cho nên gần như không có mua gì hết à. Chỉ có mua gạo thôi. Tự cung tự cấp. Cho nên cái chi phí nó cũng tốn kém rất là ít. Và đặc biệt là mình được ăn rau sạch. Cá gà mình nuôi nó hoàn toàn yên tâm. Đu đủ hàng nghìn trái. Còn đu đủ anh thấy đấy, đây, nó trái như thế đấy. Ôi. Bởi một ngày thì là chủ tịch là dành bao nhiêu thời lượng trong ngày để mình ra vườn chăm sóc ạ? Tôi đó một ngày ít nhất là cũng đi 2 vòng. Sáng một vòng, chiều một vòng. Đi một vòng đó thì mình coi cái chỗ nào cái gì nó tốt, cái gì không tốt thì mình sửa lại, hay hoặc mình nhờ anh em là sửa lại. Ví dụ cái cây này nó bị hỏng cái gì, hay là cái gốc nọ nó bị sạt lở hay gì đó thì mình coi mình sửa lại. Rồi mình xăm soi cây trái nữa, mình có lao động, có ra mồ hôi. Sáng ra mồ hôi, trưa tắm cây ăn cơm rất ngon. Chiều cũng ra mồ hôi, một ngày có lao động nhưng nó ra mồ hôi. Nguyên chủ tịch này còn khỏe hơn lúc làm việc. Đây đúng, bây giờ khỏe hơn. Bây giờ anh em sang đây để anh em thấy cái trong này. Tôi xin giới thiệu anh em, tôi có làm cái cầu cảng ở đó, đó để ra câu cá đó. Nếu có du thuyền đậu đâu đó cũng được đấy. Phải có cái giác ở đó. Đấy. Còn bên đây là cái ao cá của nhà. Đấy. Là ao cá nhà là mình nuôi cá. Ao cá nhà tôi nuôi có 3 loại cá thôi. Cá rô là 1, cá trê là 2 và cá tra là 3. Cái ao cá này 2 tạ dưới đó. Cho nên nếu có khách anh em đến là tôi chỉ bắt cá dưới này lên là có bữa ăn rồi. Còn ngoài ra đó thì tôi bắt cá dưới sông ra, anh em ra đây coi tôi chỉ bắt cá dưới sông rất lý thú. Bây giờ anh em thấy trời cho tôi thế này, cái miếng đất của tôi đó thì bên cạnh nó có một cái rạch ngắn nó chảy vô. Cái này chảy vô chừng 50-70 thước thôi chứ không nhiều. Thì là khi mà nước nó lên đầy thì tôi rang cám đó, tôi thả ở đây mồi đó, xem như mồi đó, thì tôi kéo cái lưới lên, lưới nó kéo lên rồi anh thấy không? Lưới kéo lên rồi thì lúc nước nó cạn xuống mình chỉ xuống đó mình bắt cá thôi, nó cạn ló ra hết rồi cá bắt thôi, chỉ là bắt cá thôi, chỉ là bắt cá. Như vậy để con sông này nó còn cá đấy. Con sông này nó còn cá đấy, nó chưa bị ô nhiễm nhiều. Cho nên anh em thấy rất là tí thú nha, nhất là khi mà xuống bắt cá lầu sình xuống như bắt cá thì thấy nó vui lắm. Rồi con cá của mình bắt nó khác hơn con cá mình mua. mình ăn thấy nó ngon hơn. Cũng con cá đó nhưng mà mình làm ra mình thấy ăn ngon. Theo nhận xét của những người đi cùng trong đoàn, đây là một buổi tiếp khách tại Tư Gia có mặt báo chí khá hiếm hoi của cựu chủ tịch nhà nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Chấm dứt buổi viếng thăm, chủ và khách đã chụp nhiều kiểu ảnh lưu niệm trước khi chia tay. À, 5 người nhà.